Hồ Hán Thương dự đoán nhà Hồ chỉ tồn tại 6 năm. Ngoài thành Tây Đô, triều Hồ cũng rất ý thức về mối nguy hiểm từ triều Minh nên tích cực xây dựng các thành lũy khác và đặt quân phòng giữ những nơi hiểm yếu. Tuy nhiên, khi quân Minh đánh sang, quân nhà Hồ liên tiếp thua trận. Nghĩ đến phép tính phong thủy của Hồ Hán Thương, năm nào thấy thật trùng khớp. Từ năm 1400 là năm Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, tự lập làm vua và về đóng đô ở Tây Đô cho đến tháng 4 năm 1407 khi cha con Hồ Quý Ly phải bỏ thành Tây Đô chạy về Kỳ La, thời gian mới hơn 6 năm một chút. Khi nói với cha rằng đất này còn non nên chỉ mới là Long Xà Ẩm Thủy Lục Niên ký chủ, phải chăng Hán Thương đã biết trước rằng triều Hồ nếu đóng đô trên đất Tây Đô này chỉ tồn tại được 6 năm?